bụng mọi người có ai đói không giờ? Có đó, đó. Em thèm miếng trà quay. Chị cũng đau gà. Yeah. Cứu đói. Xuống cái miền Tây là nhiều gà lắm đúng không? Nhưng mà mình đang đi đâu lại hai bên ruộng kìa. Không có làm ăn cái gì mà cứ đói đói gì. Người ta làm cả buổi nên tâm đói. Trời ơi trời. Sáng giờ người ta đi quay làng hoa cả buổi nên người ta không đói thì thôi. Mấy cô có làm gì đâu mà cũng đói. Hả? Ừ? Quý vị các bạn thân mến, bởi vì có quyền vàng đệ tử mang tiếng, có tiếng không có miếng nha. Thấy vậy thôi à, đi toàn là mình làm không à, còn các bạn này chỉ canh tới giờ ngủ xong, tới giờ ăn, lên xe, ngủ xong, chạy tới nơi, anh ơi tới chỗ ăn chưa? Buồn ghê luôn, tôi nói thiệt á. Trường cứ giờ đó Nhật cứ chạy chậm chậm đó. Anh ngắm cảnh chút xíu đi đó. Ồ sen đẹp quá Hoàng ơi, sen đẹp quá nè Hoàng. Ồ ồ được búp sen, chúng ta có thể ăn được cái búp sen, có thể ăn cuốn sen, có thể ăn đít sen, có thể ăn phao câu sen. Cứ chạy thử đi, chạy thẳng luôn, 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 chạy thẳng luôn. Nhà người ta chứ gì? Ê chết chết, đi qua lố. Quay đầu lại, quay đầu lại. Cái cảnh đẹp quá, đang mê cảnh quá. Rồi, quay lại. Ồ có mấy cái nhà chòi này nè, đây chắc mấy trong nhà chòi này quán ăn nè, anh nghĩ vậy. Đúng chưa? Đâu đấy coi có đúng không? Đó, thấy chưa? Mắt. Thấy mắt điện tử không? Đó. Thấy trình độ của Coloman không? Em tưởng mấy cái trò mà để người ta xuống người ta chơi trò chơi với anh. Cái này đã gì trong cũng đông vậy. Đúng rồi. Thôi quẹo vô. Kiếm đường vô. À đây khu xiếc thú. À. Thôi vô coi xiếc đi. 12 giờ trưa đi coi xiếc được á, hợp lý. Ồ, oh, oh, từ, người ta đang chụp hình kìa. Ồ, oh, wow. Nè, cái gì nè? À, đây là... Ồ, oh, khu... Đó, oh, vô tình lạc, vô khu du lịch mới ghê chứ. Đây, khu du lịch văn hóa phương Nam. Ồ, oh, con đường nón lá. Trời, đẹp quá, đẹp, đẹp, đẹp. Con đường nón lá hân hoan đón chào. Hễ có nón lá là có Coloman. Mọi người biết là mình mê nón lá lắm. Trời, mấy con nón lá lúc lắc, lủng lẳng, đẹp quá, Hoàng ơi. Ờ xuống xe, từ. Đây là vô hỏi. Dạ, dắt bộ anh ạ. Khóa cổ nha anh, khóa cổ xe. Rồi, khóa cổ xe. Nghiên cấp xe. Xuống hỏi thử coi, coi nó cho vô. Ôi, nón đẹp quá. Ôi, nón đẹp quá, quay đi. Dạ, cảm ơn. Ô, kiếm một tấm mà giờ chụp dựng đứng. Ủa, quay, đẹp chưa? Nón. Thôi mình khỏi nón luôn, dư nón rồi. 3 2 1 Ok anh. Quá đẹp, xuất sắc. Ủa, à, ở đây có bán cơm trưa không? Có ăn cơm trưa được không em? Dạ, ở đây thì có nhà hàng Nam Bộ, bên đây có dùng cơm trưa, các đặc sản của miền Tây Nam Bộ ạ. Ồ, rồi, có cần thiết phải giới thiệu nhà hàng bằng cả một cái loại, nó đùa em hướng dẫn hả? Em là dạ. Người hướng dẫn đây luôn hả? Dạ, đúng rồi. À, ủa, em khu này là cái khu gì hả? Nãy anh vô tình đi lạc vô đây nè. Dạ, em xin giới thiệu với anh thì đây là khu du lịch văn hóa phương Nam ạ. Ồ, khu du lịch văn hóa phương Nam. Dạ. Dạ, tức là trong đây có gì? Trong đây có gì? À, hiện tại là trong đây sẽ có 3 cái khu để anh tham quan. Đó là khu A là khu văn hóa tâm linh, khu B đó là làng Nam Bộ và khu C đó là bảo tàng của Nam Phương Nam ở bên đây ạ. À. Ồ, có bảo tàng luôn kìa, dạ. Có bảo tàng đất Phương Nam luôn kìa. Rồi. Thôi mà chắc anh ăn thôi, anh không có tham quan được không?
Dạ, nếu như mà anh ăn á, thì em sẽ mời anh vào trong đây đặt món. Còn nếu như mà anh tham quan á, thì anh mua vé giùm em, người lớn là 30 ngàn. À, người lớn 30 ngàn. Dạ. Ở đây anh có mình anh người lớn, còn mấy nàng nít không à? Nít như nít giá như? Em chưa 13 tuổi. Mấy bạn này là con nít không à, mà tức là có con là con nít á. Cái này là coi như toàn. con nít thì bao nhiêu tiền? Dạ, trẻ em dưới 1 mét thì được miễn phí, còn trên 1 mét thì là 10 ngàn ạ. À. Rồi. Rồi mỗi đứa 10 ngàn rồi. Ok. Thôi nó nói đùa chứ cho anh vô anh ăn thôi. Dạ. Anh ăn xong anh đi tiếp, anh đi công việc tiếp được không? Dạ được rồi. Vậy thôi muốn cho anh bữa nay miễn vé nha. Dạ. Nha. Dạ. Em sẽ miễn vé cho anh tại vì còn mấy bạn này thôi không hả? Dạ miễn hết cho đoàn mình tại vì không ăn đúng không? Dạ đúng rồi, mình chỉ là đi ăn thôi ạ. À. Rồi ok. Dạ. Rồi ok. Thôi cho anh gọi đồ ăn đi, gọi đồ ăn. Em tên gì? Dạ em tên Hà. Rồi. Bạn Hà. Ồ oh, wow. Rồi mới bước vô là thấy mê rồi nha. Dạ. Em gọi vô trong kia order hả? Dạ, đúng. Hay em gọi bạn nào ra order mà anh không đi được không? Dạ. Anh đứng. Có một bạn order cho khách luôn. Qua đây. Trời ơi ác quá, 12 giờ đúng 12 giờ trưa mà lỡ nồng nào nướng cái này ở đây. Dạ đây là những cái món mà đặc sản ở vùng miền Tây Nam Bộ cũng như là đối với nhà hàng này. Dạ sẽ thấy như là gà nướng nè, cá lóc nướng. Ngoài ra thì khi mà mình có thể đặt thêm là canh chua, lương hoặc là cá chập kho tổ nữa. Thôi anh nghe mấy món đó anh thấy được á. Thôi cho gà đi. Dạ. Gà nướng rồi cá nướng với lại canh chua lương luôn đi. Dạ, vậy để em sẽ vô em nói lên. Giống như là một rồi vậy thôi em order giùm anh vậy luôn đi. Dạ, dạ. Nha anh đi 12 người rồi. Dạ. Ủa cái này tự động nó vậy luôn hả nó? Ồ ấy nó có cái rồng rọc kìa, nó có cái bánh răng nó tự động nó quay luôn tơi hay vậy. Rồi công nghệ tự động hóa luôn ghê chưa. Nè thấy người ta nướng không hôm bữa mình. Ôi giờ nó nướng ngon quá à. Cá lóc bữa nay chắc nướng rồi quá. Dạ nướng rồi. Anh à đây có menu luôn kìa. Chuyên cưới hỏi nè, đứa nào chuẩn bị làm đám cưới xuống đây nè. Cưới hỏi liên quan hợp nhà rồi, heo sứ quay, chuột quay, gà nướng muối ớt, nướng nước mắm, cá lóc hấp bầu, nướng chui. Ồ, cá lóc hấp, cá lóc nướng chui ngon đó nha. Dạ, em đặt cái món của mình order rồi. Có cơm sen không? Dạ, cơm sen ở đây cũng có. Ừ. Thôi, ngó sen. Wow. Dạ, ở đây cũng có gỏi ngó sen. Thôi giờ là chắc là mình là ăn thử cái gì mà có. Em coi có cái gì mà đặc sản về sen á thì em cho anh luôn ha. Dạ, dạ. Dù cơm sen hay là gỏi ngó sen cái gì đó. Rồi. Dạ. Ok. Dạ chị, trong thời gian mà mình để thức ăn thì đoàn mình có muốn vào trong tham quan không ạ? À? Nhưng mà tham quan không có vé được không? Dạ, thường thì sẽ là 30 ngàn người lớn. Nhưng mà tại vì do là đoàn của mình là em biết anh là Phenomen. Em cũng là một cái fan mà thường hay coi cái kênh của anh. Trời ơi, thấy chưa, đã thấy sức mạnh của Phenomen chưa? Rồi anh cảm ơn em gái nha. Hà đúng không Hà? Dạ. Ý là một mình anh là được miễn vé, còn các bạn này phải trả vé đúng không? Dạ. Cười. Dạ, mình trời ơi cái nón đẹp quá em. Dạ. Dạ ở đây là. Ôi nón này trời ơi nón còn đội giá luôn rồi 80 ngàn luôn nè trời ơi trời. Dạ mình quảng cáo cho khu du lịch. Trời ơi thôi em về tạm thời em đổi anh đi được không? Dạ. Đó anh đổi cái nón này đi rồi đát anh mua luôn. Dạ. Quê hương trời nón dễ thương quá à. Rồi đây mới đúng bài mình nè. Rồi, rồi. Đồng của mình sẽ lên xe điện, em sẽ chở cho đồng mình vào trong mình tham quan. Nha, em gọi đồ ăn chưa? Dạ, gọi là phong. Rồi, ok, cảm ơn em. Thôi nào lên xe. Chiếc nào em, chiếc nào? Dạ, chiếc màu xanh. Chiếc màu xanh hả? Rồi em lên đi. Nhanh, các em ơi, đôi. Lên xe. Rồi, đi tham quan. Rồi, đi tham quan ra xong xơi. Ai ngồi ở đây vậy? Ngồi đi. Ai ngồi, ai lên ngồi. Được, ngồi quay mặt lại làm gì? Chia lên ngồi đây nè, ngồi. Em á hả, ngồi đâu? Ủa, ngồi sau hả? Ừ, ngồi sau đi.
sao lên. Xích vô. Em ngồi sao được không? Đừng lên vướng đó nha. Ngồi ngược hơi hơi ấy. Lên ngay đầu cầu đi hay hơn á. Lúc này là thể thật là yêu cầu của, không phải yêu cầu quý khán giả, mà mới vừa rồi mình làm một vài shop mà có bay flycam, thấy mọi người thích quá, cho nên đi tới đâu mình thấy cảnh đẹp. Đúng rồi, bay sao bay thấy cái nón lá này cho đẹp nha. Nón lá em quay rồi, lên rồi, anh bóp cái vàng rồi. Nón lá là trong trống rồi đó. Ủa, làm sao, quay sao cho đẹp á. Quay cho fan coi nón lá. Rồi quay sao cho ông chủ cái, ủa ở đây là của tư nhân hả em? Dạ đúng rồi, đây là của chú Đặng Phước Thành ạ. À, không, Đặng Phước Thành Vinasun á phải không? Dạ đúng rồi. Ồ, chú anh Thành hả? Anh Bảy Thành đúng không? Dạ đúng rồi. Em hỏi anh Bảy Thành biết anh Bửu Điền không? Thế nào anh cũng nói anh cũng không biết à? Dạ vậy em cứ xếp được chạy nha. Ừ. Rồi, em xong em nói anh Bảy Thành có gì nói sếp là bữa có anh Bửu Điền comment anh ghé đây nha. Dạ. Rồi, có gì anh nhớ là khi anh up cái clip này lên anh nhớ bồi dưỡng cho anh ít anh quảng cáo nha. Chứ anh đi từ Sài Gòn xuống đây ăn con bữa cơm mà tốn xăng lắm luôn á. Trời đất ơi, ở đây nó đẹp như vậy. Ồ, nãy mình nhìn ngoài thấy có vẻ hơi hơi sơ sát chút xíu ha. Dạ. Nhưng bên ngoài vô trong đẹp quá vậy trời. Dạ. Hiện tại là em sẽ chở cho đoàn của mình vô khu A, đó là khu văn hóa tâm linh. Dạ, khu văn hóa tâm linh thì sẽ có 5 hạng mục chính nè. Ừ. Ở đây có 3 khu chính nãy em nói phải không? Dạ đúng rồi. Khu khu văn hóa tâm linh dạ. Là khu này. Dạ đúng rồi. Đây là khu văn hóa tâm linh sẽ có 5 hạng mục chính. Rồi. Đó là đền thờ của Đặng Tộc, đền thờ Nam Phương Linh Từ, là thờ những người có công đối với vùng đất phương Nam ạ. Và hai bảo tàng, đó là bảo tàng của Đặng Tộc và bảo tàng Nam Bộ. Ừ. Ngoài ra thì còn có cái dãy Trường Lan, đây là cái hạng mục thứ 5 để mà bao bọc toàn bộ công trình ạ. Ồ. Nhưng mà anh thấy chỗ này sao không có quảng bá gì ta mới hả? Dạ. Hơi mới hả? Mới. Dạ, ở khu du lịch văn hóa phương Nam thì khởi công xây dựng là vào ngày 30 tháng 10 năm 2009. Và mình khánh thành đợt 1 đó là ngày 26 tháng 4 năm 2015 ạ. Ồ, 2015 là cũng mấy năm rồi ha, mà dạ. Sao mà cũng chưa có... Ồ, đây. Dạ, đến ngày 30 tháng 12 thì mình mới khai trương chính thức của năm 2016 ạ. Ừ. Dạ, đây cũng là một trong hai cái cổng chính của khu du lịch văn hóa phương Nam. Bên trái kìa đẹp quá kìa bạn. Bên phải nè, bên phải nhà quá trời nữa nha. Dạ. Bên tay trái của em thì đây là bảo tàng của Nam Bộ ạ. Còn bên đối diện đó là bảo tàng của Đặng Tộc. Bên đây là bảo tàng Đặng Tộc hả? Dạ, còn ở phía trên đây là hai cái đền thờ ạ. Có vô thắp nhang không? Dạ, anh chị em mời đoàn mình sẽ lên mình thắp một vài nén hương ạ. Rồi. Cuối cùng đi lạc mà lại hóa ra lại lạc vào một cái khu rất là hay. Và cái này Coleman cũng khuyên các bạn trẻ đó, đi tới đâu nếu mà mình có dịp á, có hoặc là mình có duyên á, mình nên ghé vào những cái chỗ nơi mà chùa gì này, một số cái miếu hay là cái gì thờ để mình cầu nguyện thôi. Nói chung là mình thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã khuất, thì cái điều đó cũng tốt cho cái gọi là công đức của mình về sau lắm á nha. Đẹp quá nhà, đẹp quá. Dạ, em xin giới thiệu với đoàn của mình thì đối với khu du lịch văn hóa phương Nam thì được các cái nghệ nhân ở cố đô Huế người ta vào đây và người ta sinh sống cũng như là trạm tổ xây dựng toàn bộ công trình này. Ở đây thì mình dựng lên hoàn toàn là bằng những cột gỗ. Ở trong khu du lịch văn hóa phương Nam thì sẽ có 540 cái cột gỗ như thế này và được làm từ gỗ căm xe mình nhập từ các nước ASEAN về đây ạ. Ồ. Quá đẹp. À, toàn bộ gỗ đây là gỗ căm xe hết hả? Dạ, gỗ căm xe ạ. Nhập từ các nước ASEAN. Nhưng mà nghệ nhân làm đây là Huế. Dạ, người Huế hết ạ. Ồ, đẹp quá. Dạ. Ở phía trước mặt của đoàn của chúng ta thì đây là đền thờ Đặng Tộc Nam Phương Linh Từ, là thờ tổ tiên của dòng tộc Đặng và những người làm trạng danh trong dòng tộc Đặng ạ. Dạ, em mời đầu mình sẽ vào trong. Dòng họ Đặng là dòng họ của anh Đặng Phước Thành đúng không? Dạ đúng rồi, là người chủ và xây dựng khu du lịch này. Ồ, cái khu này bao nhiêu, rộng bao nhiêu hectare em? Dạ,
Ôi 17 hecta lớn dữ vậy trời. Rồi. Tứ Linh Phương Nam tộc Đặng. Dạ trước mặt của quý đồng thì đây là tượng của thần tổ Tiên Hiền Đặng Nghiêm. Dạ ông tổ của dòng tộc Đặng ở Việt Nam ạ. Đặng Nghiêm. Ủa nhưng mà tức là tộc Đặng là gốc ở Lấp Vò Đồng Tháp này hả? Dạ ở đối với thì ở hết đất nước Việt Nam luôn. Nhưng mà tại sao anh đây là cái cụ mà ở đời thứ hai trong gia phả của dòng tộc Đặng. Và sau lưng cụ thì cũng có một người đó là của dòng tộc Đặng mà ở cái xã Long Phương Nga này, người đầu tiên đến vùng đất này luôn ạ. Là tức là cái cụ đời thứ hai. Dạ cụ này là ở đời thứ hai trong gia phả của dòng tộc Đặng. Là Đặng gì anh? Dạ Đặng Nghiêm ạ. Đặng Nghiêm. Nhưng cụ nào là bắt đầu vào ở Đồng Tháp này? Dạ ở phía trong này. Em mời anh qua. Ồ. Trời ơi, sơn son thép vàng đẹp quá à. Dạ đây là cụ Đặng Nhân Cẩm là thủy sư đô đốc. Và cụ này là người đầu tiên đến vùng đất phương Nam này để sinh sống ạ. Và cụ này là đi theo phò cho vua Gia Long, giúp cho vua Gia Long xây dựng được một cái vương triều hùng mạnh. Và khi mà vua Gia Long trở về Phú Xuân thì cụ đã chọn cái vùng đất Long Hưng này mình khai khẩn và lập nghiệp. Từ đó thì con cháu của dòng họ Đặng mới có mặt nhiều hơn. Vùng này là vùng Long Hưng hả? Dạ đúng rồi, đây là xã Long Hưng B. Xã Long Hưng B. À, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ạ. Đây là xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Anh này nè, Đặng Nhân Cẩm là đại thần. Ông sinh năm 1744 và mất năm 1820. Dạ cụ này thì ở đời 76 tuổi. Đời thứ 21. Dạ đây là đời thứ 21 của dòng tộc Đặng. Và chú Đặng Phước Thành là người mà xây dựng khu du lịch văn hóa phương Nam thì cũng là hậu vệ trực tiếp của ngài thủy sư đô đốc Đặng Nhân Cẩm là vào đời thứ 7 ạ. Ủa là sao? Cháu bảy đời của cháu bảy đời của cụ Đặng Nhân Cẩm. Dạ. Ồ. Trời ơi, đâu có biết đâu ta, hèn chi. Đâu có ai biết anh Bảy Thành Vinasun mà ảnh có một cái gia phả, một cái phả hệ mà độc đáo vậy đâu. Dạ còn phía sau tượng của cụ Đặng Nhân Cẩm thì em và anh di chuyển ở đây mình sẽ thấy đây là bàn thờ của Nguyên Thất Tổ của dòng tộc Đặng ở xã Long Hưng A. Thì trong đó cũng có bài vị của cụ Đặng Nhân Cẩm mình thỉnh từ thượng điện của ngài văn hóa Đặng Sĩ Vinh ạ. Và cụ Đặng Sĩ Vinh thì là ông ngoại của đại thi hào Nguyễn Du và đồng thời cũng là ông nội của cụ Đặng Nhân Cẩm này ạ. À, cụ gì em? Đặng gì? Dạ Đặng Sĩ Vinh ạ. À, Đặng Sĩ Vinh là ông ngoại của thi hào Nguyễn Du hả? Dạ, đúng rồi. Oh. Ông ngoại của đại thi hào Nguyễn Du và là cái... Dạ ông nội của cụ Đặng Nhân Cẩm này ạ. Ồ. Oh. Như vậy là cụ Đặng Nhân Cẩm với lại cụ Nguyễn Du là cái quan hệ sao ta? Bên nội ngoại, bên nội. Dạ đúng rồi, giống hai anh em bên ngoại và bên nội nha. Ừ. Ồ hay ha, đúng là lịch sử có nhiều cái mình không hề biết luôn. Dạ. Hôm nay đúng là rất ngẫu nhiên, rất tình cờ mà phát hiện ra cái này. Quý vị các bạn thân mến, thật sự mình cũng hơi bất ngờ, tự nhiên ở Lấp Vò Đồng Tháp này có nguyên một cái khu... văn hóa phương Nam mà nó lớn như vậy mà mình cũng chưa bao giờ đến luôn. Tự nhiên hồi nãy đi tìm đồ ăn, đi tìm ăn quán ăn trưa, vô tình lạc vô đây. Mà cũng bất ngờ vì thấy cả anh Đặng Phước Thành là anh Bảy Thành, ông chủ của Vinasun đó, chắc mọi người biết ha. Một số người biết, một số người không biết. Thế hệ Colorman thì chắc biết nhiều. Mà không nghĩ là anh ấy có một cái phả hệ như thế mà anh đầu tư để làm một cái khu văn hóa và một cái khu để thờ Đặng tộc như thế này, quá lớn, quá hoành tráng luôn. Rất công phu. Rồi, tổ gỗ đẹp quá nè. Dạ, đền thờ này thì mình sẽ được dựng lên bằng 80 cột gỗ. Riêng trong cái này hả? Dạ đúng rồi, chỉ riêng cái đền này thôi là 80 cột gỗ. 80 cột gỗ. Còn hết cái khu du lịch của Hóa Phương Nam là 540 cột gỗ.
Toàn là gỗ căm xe không? Dạ, gỗ căm xe. Ngoài trừ ha, cái cổng ngoài trước á, mình nhìn thấy thì có bốn cái cột gỗ. Thì gỗ đó là gỗ gò đỏ mình nhập từ châu Phi về ạ. Ừ. Hoàng chụp chụp anh tấm... qua đây nè, qua đây, ngay trung tâm này, anh đứng ngay. Vô chút xíu rồi, đừng rồi, vừa thôi, không cần quá đâu. Rồi thấy cái bàn thờ phía sau không? Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. 3 2 1. Ok anh. Bàn thờ đẹp hay anh đẹp? Hai đều đẹp. Rồi. Ok. Mời đầu mình sẽ qua bên đền thờ thứ hai trong khu du lịch Vương Quốc Việt Nam. Rồi. Hướng này ha. Nón lá màu quanh rồi. Đây. Kết cái nón lá này rồi. Có cái tướng đi hơi kỳ chút xíu rồi, mọi người thông cảm nha. Mặc dù là bị tai nạn nhưng mà vẫn đi review cho mọi người xem. Rồi. Em giới thiệu với anh thì nhìn xuống phía dưới tay trái của em thì đó là vườn Nhân Nhân Việt Nam. Và cạnh vườn Nhân Nhân Việt Nam thì mình có đặt 63 chậu mai vàng. Và 63 chậu mai vàng này tượng trưng cho là 63 tỉnh thành trong cả nước ạ. Và chủ yếu là mai chiếu thủy ạ. Và ở phía dưới nữa thì đó là vườn Hiển Linh. Thì vườn này sẽ có là 12 con giáp được làm từ cẩm thạch luôn ạ. Và có tượng Phúc Lộc Thọ ạ. 62 chậu mai vàng. Dạ đúng rồi ạ. Tượng trưng cho 62 tỉnh thành. Dạ. Anh, khi mà anh đi hết khu du lịch văn hóa phương Nam thì mình sẽ thấy ở đây trồng 54 loại cây cảnh. Thì 54 loại cây cảnh đó tượng trưng cho là 54 dân tộc. 54 dân tộc và 62 tỉnh thành. Dạ. Ủa 62, 63 ta? Dạ 63 tỉnh thành. À, 63 chậu mai vàng. Dạ. 63, nói lộn 62 là bị là các bạn góp ý liền, 63 tỉnh thành trên cả nước. Ồ em quay đẹp quá, nước quay chứ. Trời nghe ca cổ nữa xỉu luôn. Che chân què lại. Che chân si cà que lại. Vì đẹp đấy. Đẹp lắm nè. Dắt đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Dắt dịp quá đẹp. Đẹp. Chủ đề Huế. Có cái tấm nào vô cận giống không? Vô nửa nè. Vô cận luôn ha. Vô nửa thôi nè, nửa người nè. Có cái... Cô gái Huế nghiêng nghiêng tà. Đóng mặt buồn chút xíu. Chắc là cho anh qua cái khu kia đi, khu 2, cái khu... Dạ, mình có qua bên đền thờ Nam Phương Minh Từ. Anh nghĩ chắc được rồi á, cho anh đi qua bên... Bộ. Ừ, qua làng Nam Bộ đi. Có ai chân đụng. Thì bên kia cũng vậy đúng không? Nam Phương thì cũng à, kiến dạ, trúc cũng giống vậy thôi. Dạ, giống như vậy nhưng mà thờ những người có công đối với vùng đất phương Nam. À, vậy hả? Ở bên kia sẽ có thờ hai vị chúa, đó là chú Nguyễn Phước Nguyên với chú Nguyễn Phước Chu. Mình thờ ba vị vua đó là à, Nguyễn Phước Trung, vua Danh Long và... Ồ, vậy thôi qua luôn đi, qua luôn. Qua luôn. Qua thắp nhang, qua thắp nhang. Qua chừng. Hướng này hả? Hướng này.
Trời ơi, đây đẹp, tranh thủ chụp hình đi các em. Sợ nắng hả? Trời ơi, đẹp lắm nè. Đó, chịu nổi không? Ôi, nguyên cái đường đi nè, đường này đẹp lắm nè. Bây giờ anh đi nha, anh làm bộ đi về xong anh quay lại cho em nha. Dày chứ. Cọc thứ ba đi ngược lại hả? Rồi, ok. Ủa, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Đi hồi quên, anh đi xa quá luôn. Đây hả? Đứng đây gì? Đây gì đây? La dữ vậy con? Để có một bức ảnh đẹp. Ô, bức ảnh up lên Tết đẹp lắm nha. Trời, kêu tới ông lận dữ vậy. Ông thầy mà. Chụp phim tấm dọc mà, tấm dọc lấy quần chân. Ông thầy, ông thầy, ông thầy. Rồi, tiếp. Đói bụng chưa? Mấy đứa kia nó muốn xỉu rồi kìa. Muốn ăn thì mình phải đi trước, đi tập thể dục cho nó đói, đói làm ăn mới ngon. Ồ. Xoay mặt ra đây chụp tấm nào. Đâu? Đây, anh đứng xuống đây nè, để em. Rồi. Rồi, 3, 2, 1. Ok. Đi hả? Dạ. Hai tượng Phật đó là mình được thỉnh từ Thanh Hóa về đây. Ồ. Rồi được làm từ cẩm thạch trắng ạ. Ồ, đang cải tạo hả? Đang. Dạ. Đây mình đang lao lại để đóng cái dịp Tết ạ. Ồ, ok. Rồi, em cứ nói đi. Dạ, em mời anh. À, thắp nhang, đúng rồi. Được. Ở giữa là ai? Dạ, em xin giới thiệu với anh thì đây là thờ 21 vị có công đối với vùng đất phương Nam. Ồ. Đây là những người mà có công khai mở ạ. Ừ. Và ở phía trên cao nhất mình thấy thì đó là tượng của chú Nguyễn Phước Nguyên ạ. À.
Dạ mình cứ khấn đây là các chư thần chư thánh mà. Thì đây là tất cả các tượng ở đây thì đều được đúc bằng đồng nguyên chất hết. Và mỗi một bức tượng như thế này là nặng 250 kg, với chiều cao là 1m4. Mình được đúc tại làng đúc đồng truyền thống ở Ngũ Xã Hà Nội. Ở phía trên đó là hai vị chúa, đó là chú Nguyễn Phước Nguyên, chú Nguyễn Phước Chu. Còn phía bên đây thì đó là bà công nữ Nguyễn Phước Ngọc Vạn. Đây là người phụ nữ duy nhất được thờ tự ở trong đình thờ Nam Phương Linh Từ. Ở đâu em? Anh không thấy đâu. Dạ em mời anh đi qua đây. À. Đây là bà công nữ Nguyễn Phước Ngọc Vạn. Người phụ nữ duy nhất được thờ tự ở trong đền thờ là. Nguyễn Phước gì em? Dạ Nguyễn Phước Ngọc Vạn à. Nguyễn Phước Ngọc Vạn. Dạ. Thì bà có công đối với vùng đất phương Nam này. Đây là Nguyễn Phước Chu đúng không? Dạ. Chú Nguyễn Phước Chu. Còn chú... ở trên đây là chú Nguyễn Phước Nguyên. Nguyễn Phước Nguyên. Dạ. Dạ đây là vị chúa thứ hai trong hệ thống là chính chúa 13 muôn của thời Trần Nguyễn nha. Còn cái người mà chỉ tay này thì đây là vị trí ngồi của hoàng đế Quang Trung ạ. Đây vị trí ngồi bên đây nè. Đó, đây là hoàng đế Quang Trung. Ôi trời. Dạ còn đối diện phía bên đây thì đó là vị trí ngồi của U Gia Long ạ. Bên ngoài rìa luôn hả? Dạ, đúng rồi, ống ngoài này. Đây là vị trí của Ngô Gia Long. Người đây. Sáng lập ra Vương Triều Nguyễn đầu tiên vào năm 1802 ạ. Vua Gia Long là sau cái thời của chúa Nguyễn. Dạ. Còn cái bên nữa thì đó là con trai của Ngô Gia Long, vị vua thứ hai trong thời Triều Nguyễn, đó là vua Minh Mạng ạ. Minh Mạng đây, vua Gia Long đây. Dạ, đúng rồi. Dạ em cũng xin giới thiệu với đoàn của chúng ta thì đền thờ Nam Phương Linh Từ rất là vinh dự khi mà mình nhận được hai kỷ lục Việt Nam luôn ạ. Kỷ lục thứ nhất đó là đền thờ đầu tiên thờ các vị danh nhân có công trong việc khai mở giữ gìn và làm rạng danh vùng đất phương Nam. Và kỷ lục thứ hai đó là đền thờ đầu tiên thờ các tượng đồng lớn có công trong việc khai mở những vùng đất mới ạ. Rồi, ok. Quý vị và các bạn thân mến, rất là tình cờ ngẫu nhiên đi kiếm đoạn trưa mà cuối cùng lại phát hiện ra có một cái khu nó hay ho như vậy. Thì Coleman nghĩ rằng là hiện tại giờ bây giờ thì cái nhu cầu mà du lịch văn hóa và du lịch tâm linh, đặc biệt là du lịch tâm linh, thì nó là một trong những cái nhu cầu rất lớn trong cái thời đại ngày nay. Và mình cũng lấy làm rất là tiếc, tại vì mình thấy ở đây có cả một cái khu văn du lịch văn hóa và tâm linh mà có thể nói mặc dù nó còn mới mẻ đó, nó còn sơ khai lắm, nhưng mà mình nhìn thấy được là cái sự đầu tư của chủ nhân ở đây, của anh Bảy Thành, anh Đặng Phước Thành là chủ nhân của Via, là cũng đồng thời là ông chủ của Vinason, thì thật sự là mới tìm hiểu mới biết hơi bất ngờ. Và mình nghĩ rằng những cái nơi như thế này thật cũng vô cùng thú vị. Và có lẽ là bây giờ thì Clement xin tạm dừng cái video này ở đây, bởi vì cái có lẽ là cái video này nó hơi dài, cho nên là mình sẽ tiếp nối là cái video này ở quán ăn, ở nhà hàng ven sông
của khu văn hóa, khu du lịch văn hóa Phương Nam nha. Đồ ăn hồi nãy order chắc cũng ngon lắm. Rồi, mình giới thiệu riêng cái phần đồ ăn thôi cũng ngon, vô cùng ngon. Còn giờ tạm biệt mọi người ở đây.